Bản tin nóng siêu vắn ngày 23 tháng 6 2021. Bản tin COVID-19 sáng ngày 23 tháng 6, Bộ Y tế thông tin: Việt Nam ghi nhận 55 ca mắc mới trong nước, tại thành phố Hồ Chí Minh 51 ca, Bắc Giang 2 ca, Nghệ An 2 ca, trong đó 45 ca được phát hiện trong các khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Ngày 22 tháng 6, Việt Nam ghi nhận 248 ca COVID-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh 136 ca. Hai anh em ruột ở Kiên Giang nghi mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh 9 ca COVID-19 phát hiện qua khám sàng lọc. Hưng Yên có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thị trấn Yên Mỹ. Từ ngày 19 tháng 6 đến chiều ngày 22 tháng 6, 64.867 người thuộc nhóm trường hợp ưu tiên được tiêm vaccine COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 22 tháng 6, Nghệ An có thêm 4 bệnh nhân COVID-19. Nam giáo viên 26 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội tử vong ngoại viện tối ngày 21 tháng 6 sau 39 giờ tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo cơ quan y tế, trước khi tiêm chủng, nam giáo viên này có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh. Mỹ công bố chi tiết tặng 55 triệu liều vaccine, Việt Nam trong nhóm nước được nhận. Thành phố Hồ Chí Minh, 5 ca F0 đến khám cùng một ngày, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tạm ngừng nhận bệnh nhân. Hà Tĩnh thêm 2 người dương tính NCOV liên quan điểm tắm công cộng. Tin nóng siêu vắn khác: nghi phạm vượt ngục sau 41 năm lẩn trốn xa lưới. Trận mưa lớn giải nhiệt khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu. Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng. Vụ tiêu cực xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra. Công an điều tra dấu hiệu sai phạm tại công ty cổ phần Cảng Phú Định. Kẻ ăn cắp hoa giấy trồng ở ngoài phố ở Vũng Tàu lệnh án 7 năm tù. Nắng nóng kéo dài, biển Đồ Sơn chật kín người xuống tắm. Bộ Công an, nhóm hacker tấn công báo điện tử VOV hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam. Tin kinh doanh siêu vắn: VN Index chạm đỉnh mới. Giao bán hàng loạt khách sạn ở Nha Trang. Một môi giới chứng khoán phải chăm sóc 800 đến 1.000 tài khoản nhà đầu tư. Doanh nghiệp vận tải đang chết lâm sàng, chờ chính sách giải cứu. Tiêu thụ điện lập kỷ lục 5 lần liên tiếp, nguy cơ thiếu điện lộ rõ. Vải thiều Việt tại Úc được trả giá gần 52 triệu đồng cho một cân. Hàng trăm triệu cổ phiếu Bamboo Airways được dùng làm tài sản đảm bảo khoản vay với mức giá 8.500 đồng trên cổ phiếu. Công ty mới thành lập chưa đầy một tháng chi gần 400 tỷ đồng trở thành cổ đông lớn tại dược Emax Farm. Đất Xanh Services sẽ tạm giao dịch trên HNX cho đến khi hệ thống HOSE ổn định. Giá thép trong nước giảm mạnh sau 2 tuần giữ ở mức ổn định. Hàng không tan nát vì COVID-19, vì sao chỉ có Vietnam Airlines lâm nguy? Nuốt không trôi đất vàng, doanh nghiệp nhà cường đô la chìm dưới đáy. Công ty cổ phần Far Holdings bán sạch vốn tại Liên Việt Postbank trong một ngày. Tin khám phá siêu vắn: thầy giáo Vĩnh Long chi 600 triệu đồng mua Honda SH Dream Thái biển đẹp. Fan Apple sợ iPhone 13 đen đủi. Tổng thống Philippines dọa bỏ tù những người từ chối tiêm vaccine. Tác động từ khủng hoảng chip bắt đầu lan rộng, người tiêu dùng sắp phải trả nhiều tiền hơn để mua laptop, smartphone. WHO cảnh báo vaccine có thể giảm tác dụng trước các biến chủng COVID-19 trong tương lai. Tin ý tưởng làm giàu siêu vắn: chơi tiền số, lãi ảo trên mạng, tội phạm thật xuyên quốc gia. Bitcoin có lúc xuống 686 triệu, sau đó dân chơi bắt đáy lại lượn lên 750 triệu. Vốn hóa thị trường tiền số bốc hơi gần 300 tỷ đô la Mỹ. 90% mỏ đào Bitcoin Trung Quốc đóng cửa. Anh thợ sửa ống nước kiếm 2,4 tỷ đồng mỗi năm. 60-70% công việc của tôi là an ủi khách hàng. Tin thể thao siêu vắn: anh chiếm ngôi đầu, chờ đối thủ ở bảng tử thần. Luka Modric tỏa sáng đưa đội tuyển Croatia vào vòng. Anh, Pháp chưa đá vẫn vào vòng 1-8 Euro 2021. Bồ vẫn vào vòng trong nếu không thua Pháp đậm và Đức ăn hùng. Từ khu cách ly, thầy Park nhớ học trò, ngồi biên thơ gửi ra ngoài. Tin giải trí siêu vắn: dân mạng đồn rằng nghệ sĩ Hoài Linh nợ tiền gỗ xây nhà thờ tổ 5 năm. Mai Phương Thúy 33 tuổi vận ABC. Thanh Lam và bạn trai về làm lễ dạng ngõ. Nghệ sĩ bị hủy show sợ đói, nhà nước định hỗ trợ tiền ăn 4-5 triệu đồng trên tháng cho một nghệ sĩ rau cháo qua bữa. Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố giải thể công ty và đóng cửa khu du lịch Đại Nam. Tin thế giới siêu vắn: Mỹ khó đạt được 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất một liều vaccine trước Quốc Khánh. Châu Á chậm chân vaccine, giờ tốc độ tiêm nhanh vọt. ASEAN hết ngày 22 tháng 6, trên 89.000 người đã qua đời, ca tử vong ở Campuchia tiếp tục tăng.
nhà sáng lập hãng sở hữu game PUBG sắp thành tỷ phú. Mark tuyên bố đưa shop vào marketplace The Marketing Online và bỉm sữa sướng như điên. Em gái Kim Jong-un cảnh báo Mỹ hiểu sai ý Triều Tiên. Ký sinh trùng ăn thịt hoành hành ở châu Mỹ. Quá ế ẩm, Apple ngừng sản xuất iPhone 12 mini. Bản tin nóng siêu vắn, tin tổng hợp siêu nhanh siêu ngắn phát lúc 7 giờ sáng hàng ngày. Hãy dành vài phút nghe đọc để biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Quý vị thấy bản tin hấp dẫn thì like và comment ủng hộ thêm bản tin bằng cách theo dõi các kênh podcast và YouTube nhé.